AC vậy à, thật ra quân đội bạn đang khá lộc lạ. Chúng ta là Baby Pan, thì ra Hit Pan thì nó cân hơn. Baby thì so với cùng AC nó đuối. Rồi, chúng ta chuẩn bị đến với trận chung kết. Hy vọng là bài Pan đẹp nào. Có voi gần rồi. Sắp xếp trận này như thế này thì đôi bạn là rất gần nhau. Rồi chào kem cá nhá. Máy tính mới lại chậm hơn điện thoại à? Anh công LB có gì sai sai đấy? Điện thoại phải chậm hơn chứ. Thợ Chí giáo đầu này. Chí giáo đầu. Không biết là có phải là Dương Chí ở trong Lương Sơn Bạc không nhỉ? Rồi, chào anh Tuấn Đào Quý Lê. Em không biết đọc tên anh như thế nào cho nó chuẩn. Thôi thì cứ đọc theo tên Facebook vậy. Có quả phụ dành cho xi măng rồi. Bài Pan tạm ổn nhưng hơi xa. Mười lăm dân kìa, vâng, thầu 15 dân đang chậm dân đến từ đội bạn. Có vẻ như bài IA của Dương Còi khá mắc binh. Dầu nằn tễu hôm nay dậy sớm thế nhỉ. Rồi chào Thành Cadillac. Kèo này thì đương nhiên là thử thách. Thử thách dành cho Hoàng Mai Nhi và Xi Măng. Tối hôm qua thì chúng ta thắng Beo và Dương Còi. Hôm nay thì Tiểu Màn Thầu sẽ ra sân. Đồ xa thế nhỉ. Cấu nốt con voi về thôi. Thì một bãi quả nữa đây. Nhưng có dấu răng của thầu rồi. AC. Thế như này khả năng IA chọc chéo rất cao. Rồi chào anh Lê Văn Tướng. Lần đầu tôi thấy cái tên khá lạ. Không biết là hồi trước bố mẹ bác có mong muốn bác vào quân đội không. Rồi chào anh Đạt Bibo nhá. Có vẻ như mình đang nhận được khá nhiều sự thăm hỏi của anh em. Linh Trang đang gato rồi đây này. Trận đấu đánh 19 dân. Bên Hoàng Mai Nhi thế nào? Mình đi dò khá ít trận đấu này. Đánh cung. Oh,
Quả phụ thì hơi sâu. Bãi quả mà. Rồi còn một bãi quả nữa đây. Lực thì khỏe dành cho Hoàng Mai Nhi nhưng mà không có lợi thế nhiều về ép đời đến từ Baby Lord. Trở lại với xi măng thôi. Rồi chào anh Hà Văn Huy nhá. Đinh Quang Đức này. Vẫn đang mon men đi tìm dân ăn hoang thôi. Bãi vàng chắc chắn là thầu không thể đi vào được rồi. Đây, giò đây. Công giáp đầy đủ. Có cả tê công trong trận đấu này. Đội bạn đang muốn giải quyết trận đấu sớm rồi. Một giò một tê công rất nhanh. Giết luôn nó đi. Khó chịu. Cố gắng làm được một khoanh ruộng. Rồi 2L vắt đều. Pan nói chung là vẫn đi được thoải mái. Rồi chào Phạm Linh Linh nhá. Chào Trung Triệu nữa. Ruộng 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 gấp gấp gấp. Có hai con chém thôi. Vẫn đang dồn toàn lực nông dân ăn cỗ vào hai chiếc bé bên dưới này. Cùng tê cùng R cũng bắt đầu công vào bãi vàng. Khá nhói dành cho Zima. Tách lại 3-4 con ra giết cùng R không. Quan trọng là cần phải thủ được cái khu vực ruộng. Thế mà đi công đối bạn thì có thể lấy lại được một chút lợi thế. Để hai IA 2L sóc đều cũng đang khá khó khăn dành cho Hoàng Mai Nhi. Lát đá kia anh ơi. Chưa có giáp. Cảm giác nhà Dương Còi cũng không đẹp đâu. À đây là nhà của thầu. Cảm giác nhà của thầu cũng không phải đẹp đâu. Đang cố gắng ép quân thôi. Rồi. Cố gắng giết tên này. Nhà ông thầu kia rừng dừa. Họ vẫn đang ép châu quân để có thể đi công sớm. Đấy vẫn cần phải có một lớp giáp cho cung rồi. Trẻ vẫn đang sóc rất đều. Dành cho người cầm ý à. Lạc đà kìa, lạc đà bây giờ xi măng kìa. Măng đang là 18. Rồi anh có hai con lạc đà đi vào ruộng của Yamato. Xem bãi vàng đâu. Không thấy bãi vàng ông này đâu nhỉ. Cẩn thận nhá, cẩn thận mất quân.
Có cung R đấy, có cung R đấy. Cẩn thận bị bắt quân nhá. Cung là cung hit thì tươi. Hay là ăn vàng bên nhà của màu 4 nhỉ? Màu 4 đang có một tên đi công sang nhà của Hoàng Mai Nhi. Nhà hôm nay nhìn cũng xấu to. Cơ cấu rất là kiểu là liều tiều. Nhà không được khung. Tên này khả năng bị bắt là rất cao. Cỗ nhà lên trên dốc nhá. Cái đạn vàng ở đâu nhỉ? Đây vàng đây. Một bãi vàng xấu thôi. Lát đá chém luôn, chém luôn, chém luôn. Chém luôn. Có cả chém này. Rồi tên này thì chúng ta đấu được. Cố lên nào. Mình phải dồn thêm quân nữa ra. Xi măng còn đang là 24. Vẫn giữ được những chiếc ruộng ở đây. Kìa cung 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 kìa. Vẫn là khá nhỏi sau tình huống này. Nhà vẫn rất khỏe với một khoảnh ruộng tại nhà chính. Hoàng Mai Nhi đang là 45. Không thấy cung R đứng trên này đâu. Có nhá, có nhá. Bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Lùi đi, lạc đà lùi đi. Phải giữ được quân. Cái thế đấy chúng ta bất lợi hơn. Kìa vẫn đang giữ được chèm. Cẩn thận một chút tên này. Dân kìa, dân ruộng kìa, nó vẫn đang làm ruộng. Rất nhiều dân ruộng. Xi măng đâu? Còn 12 thôi. Một bố đang công một tên khá to sang bên này. Một bố nhà xấu nhưng trận này đội bạn đang ép rất trâu quân. Đang tắc chém. Đội bạn đang tắc chém. Sáu mươi dành cho Hoàng Mai Nhi. Để chém màu tám nha. Bè nhá, bè. Này thì chúng ta đấu được. Mình quyết định di luôn rồi. Di luôn vào nhà của mẫu 4. Tám vẫn còn một tên chém khá to nữa. Họ vẫn không chết hẳn được. Trận này mà cung hit thì là cân. Nhưng baby thì hơi cùi.